Xin chào các bạn, mình đang ở Bảo tàng Chiến tranh ở trong Đại Nội Kinh Thành Huế các bạn. Chỗ này nhiều máy bay trực thăng lắm, Su, xe tăng, nên mình sẽ đi vào đoạn này. Máy bay to. Bây giờ mới được tận mắt chứng kiến những máy bay to này các bạn. Mình quay bình ngược nắng mất rồi, đẹp quá. Có lẽ mình tí cho mình ra đằng sau kia. Ở đây đã, xem giới thiệu trước này. Máy bay AD-6 này được đế quốc Mỹ dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam và tại chiến trường Trị Thiên Huế này. Chiếc máy bay này do quân và dân ta thu được trong tấn công và nổi dậy xuân năm 1975 các bạn. Tại sân bay Biên Hòa, đem về đây các bạn này. Các quả bánh của nó này, các bạn nhìn. Dưới này quả tên lửa nữa này. Cánh này. Trời mãi đồ giờ xê các bạn ạ. Giờ mới được gặp chiếc máy bay thật như thế này. Mình sẽ sang chiếc bên này. Tí vào nó sau đuôi nữa. Vòng sau đuôi luôn. Đây là đuôi này các bạn ạ. Cái này nó phải dài tầm độ hơn 10 mét đấy các bạn. 1, 3, 5, 3, 4, 4. Các bạn nhìn này. Hay mà còn được lái trên này. Quá khủng luôn. Mình sẽ bây giờ đến chiếc bên này. Chiếc này là chiếc 6124 này. Đấy, quay về đây xem nào. Mấy quả lốp của nó. Bên này nhá. Bên trên đuôi. Này, phần điều khiển phần lái các bạn. Mấy cánh đuôi này. Cánh giống như kiểu mình đấy, phản lực của nó cho này các bạn. Ghê thật đấy. Ở dưới có quả tên lửa nữa. Mình sẽ đi xa xa này, quay nó to này. Đây, toàn cảnh luôn. Về đằng đầu, đọc xem là thông số với tiểu sử của nó. Đi con. Bố đang quay bên này. Đây nào. Đây, máy bay MiG-21 này. Đó là phản lực chiến đấu của không quân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 này. Không quân Việt Nam đã sử dụng loại máy bay này để hạ gục các loại máy bay của đối phương, đặc biệt là pháo đài bay B-52 của đế quốc Mỹ. Chiếc này bắn rơi khá nhiều B-52 các bạn. Mình sẽ sang những khẩu pháo này. Bên kia vợ con mình đang đứng bên kia, các bạn trèo hết lên khẩu pháo kia rồi. Cái này chắc là chống máy bay đấy các bạn. Mình sẽ đọc luôn. Pháo này Y-22MM của quân giải phóng sử dụng trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế năm 1975. 122mm các bạn, hình như là đấy. À, viên đạn của nó các bạn chắc kiểu 12cm đấy. Mát nhé. Đây là pháo cao xạ 57mm này của quân giải phóng sử dụng trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế 1975. Vẫn thế. Bên này vẫn khẩu pháo nữa các bạn. Vẫn thế. Còn mình sẽ xem dàn xe tăng kia. Bà mẹ chụp ảnh cho con. Bạn này nhìn. Nguyên món xe tăng này. Quá khủng luôn. Xe tăng ở ngoài to nhé. Bạn này nhiều. Đây, ông trường này mới đến đây chuẩn bị làm nghề cân vành lộn xích xe tăng. Cân vành ở đây không có tàu hỏa đâu mà cân. Mình sẽ đọc trước này. Xe tăng cần cẩu này của Mỹ trang bị cho quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng hòa quân giải phóng thu được tại Tân Mỹ Thuận An Thừa Thiên Huế ngày 26 tháng 3 năm 1975. Các bạn xem những quả xích của nó. To ạ. Kinh khủng luôn. Mình xem thử trong này. Các bạn nhìn này, khoang máy móc của nó này. Nhìn này, cáp kia cái thứ này.
ui gì ngoách hết rồi, kinh thật đấy. Như kiểu xem lại mấy cái phim Transformers thời cổ. À, mấy quả xích của nó. Đây lắm người Tây lắm ạ, đa số người Tây đến tham quan. Xem thử bên này luôn. Wow. Ờ con này gọi là tăng cần cẩu mà. Vừa nãy là tăng cần cẩu đâu. Nhìn to con này. Nào đi sang bên này, thế nào. Tiếp con này. Con thứ hai này nữa. À, con này là con hình như tăng chiến đấu này. Đúng rồi, con kia như gọi là tăng ấy nhỉ, tí sang tên nào, đa đa như gọi là phát sóng các thứ đấy. Ờ. Ừ, cái đầu máy của nó đấy. Các bạn nhìn kinh không? Lên trên này xem nào. Con này là của Mỹ phải. Tăng phòng không các bạn, cái này mờ quá. Xe tăng phòng không không quân hai nòng của Mỹ trang bị cho quân đội Việt Nam Cộng hòa giải phóng thu được tại Tân Mỹ Thuận An. Ui, mình sẽ chui vào thử cái khoang này xem các bạn. Wow. Cái khoang lái của nó chui vào được không? Nắm lại, nắm lại. Ui, toàn nòng pháo. Kinh thật. Chứ bên này thì chắc không chui vào được khoang rồi. Bên này hai cái này là hai khẩu pháo chống tăng rồi. Chống máy bay sao? Ta sẽ vòng lên đường này. Bên kia là cái trực thăng, tí mình sẽ sang cái trực thăng đấy. Dãy luôn. Xích sập hết đấy các bạn. Bên này, bên này nó dỉ gần hết bên này. Mình sẽ đọc trên này. Xe tăng M48 này. Gắn pháo tự hành 90mm của Mỹ trang bị cho quân Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng hòa đi càn quét, bắn giết nhân dân này, trong chiến dịch Xuân 1975. Quân giải phóng thu được tại căn cứ Phú Bài, Thừa Thiên Huế. Mình chiếc này đi. Ủa, chiếc này ở trong của nó bọn nhìn này. Tí mình sẽ vào quay thử. Đây là xe tăng M113 trang bị cho quân đội Việt Nam Cộng hòa này, vẫn là giải phóng vẫn như nhau, thu tất ở đây. Nhìn những quả đầu máy của nó này. Cái này chắc bao nhiêu người ngồi như này bạn, cảm giác như kiểu quay lại thời xưa ấy. Mình ở thời xưa chiến tranh tôi mới biết. Cái khoang sau của nó trong này máy móc tháo gần hết rồi, hình như nó mất hết hay sao. Chiếc này nòng sệ hết lên rồi bạn. Đọc tiếp chiếc này luôn. Chiếc này là xe tăng M41 của bạn. To lắm. Ui gầm của nó rộng lắm các bạn này. Cái này gầm nó phải 5 cao phải 50cm đấy. Cái xích này. Con này là xe bọc thép rồi. Xe thiết giáp của Mỹ trang bị cho quân đội Việt Nam Cộng hòa và quân giải phóng này. Con này mới to lắm các bạn này, mình sẽ quay cái đó rồi. Con này là pháo tự hành à? Vua chiến trường luôn. Xe tăng gắn pháo tự hành của Mỹ này là loại vũ khí tối tân được trang bị cho quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng hòa quân giải phóng thu được trong cuộc rút chạy của địch tại Tân Mỹ Thuận An năm 1975 các bạn. Con này là vua chiến trường luôn. Những cái đầu máy của nó kinh thật đấy. Quả pháo của nó. À. Đằng sau này như có ủi hay cẩu như thế con này, có răng đầy luôn này.
kinh thật. Hết một nhà xe tăng các bạn, mình sẽ sang cái trực thăng này nhá. Ô, nhìn tưởng nó bé trực thăng trước đó xem, nhưng mà nó to lắm ạ. Dài khéo phải đến 15-17 mét. Ui cánh của nó trên kìa. Nào, vị sẵn để đọc luôn. Máy bay trực thăng UH-1 đó. Được đế quốc Mỹ sử dụng tại chiến trường Việt Nam và tại chiến trường Trị Thiên Huế. Đây, con này là con cánh bằng này các bạn này. Xu hay con gì ấy, để mình sẵn sàng thử xem nào. To. Máy bay A-37 là máy phản lực được đế quốc Mỹ sử dụng tại chiến trường Việt Nam. Mình sẽ sang xem phản lực của nó nào. Đây có cái đầu máy gì rơi đây các bạn này, người ta bỏ đây. Như cái phản lực của nó. Con này hai phản lực ở hai bên cánh sao các bạn? Đấy ở hai cái đằng dưới cánh nó đỏ. 17957 à. Hai phản lực hai bên này các bạn. Hình như lắp ở dưới cánh ấy nhưng mà nó chả còn cái gì nữa cả. Con trực thăng này to này. Trực thăng to. Hết rồi các bạn ạ. Trong đây còn nhiều thứ lắm. Có lẽ mình sẽ... chỗ này là trường Quốc Tử Giám ngày xưa này. Thôi hết cái bãi xe tăng với lại máy bay rồi. Mình tạm dừng vlog đây. Tiếp tục cái vlog trong kinh thành Đại Nội các bạn nhé.